Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bắt đầu dõi dòng rồi này nhờ. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Rồi em test đi luôn nè. Rồi ok ha. Gió thổi vi vu nha. Các chức năng thì hoàn hảo bình thường ha. Tắt ha. Mở. Mình nhớ chế độ mạnh là mình bắt yếu, mạnh thì tùy mình ha. Tùy cái độ mạnh, độ ẩm. Cái đèn này thường thường mấy cái đồ Nhật này nó báo là hay gì là nó báo lỗi nè, đúng không? Cái này là báo hết nước nha, nên quý khách yên tâm không gì hết. Rồi đem quay xong rồi đây em sẽ test thử cho quý khách. Hết nước tức là nó báo mực nước hết á. Cái mực nước tức là cái phao này nè, quý khách thấy không, cái chế phao này nè. Giờ em đưa nó lên cao ha, đó, em đưa lên cao, quý khách thấy không, nó đâu có báo nữa đúng không, bình thường ha, là tức là có nước nó sẽ không báo ha. Giờ em rút cái chốt qua này nha, nè nè, đó, nó rất là thông minh ha, nó báo hết nước thôi chứ không sao hết, thì quý khách cứ châm nước vô. Rồi ngoại hình đẹp, không nứt mẻ, không bể gì hết ha. Đầy đủ đồ ha. Nó có một cái này là nó bây giờ nó bị gãy cái hai cái chốt bên đây nè quý khách ha. Nên em có để miếng keo đây nè, cho nó hơi bót bót á, cho nó dính vô. Mình tháo ra tháo vô thôi, mình lấy băng keo mình dán vô ha. Tại vì hai cái đầu nó hay bị ló ra, bị ló ra là nó bị gãy ha. Mua bằng em có bằng kem dán lại, tại cái miếng lọc này cũng không có cần tháo ra, miếng dán bằng keo nhẹ cho này dùm. Em dán lại là nó sẽ cứng ha. Con này là điện 100V 43W ha. Con này là hỗ trợ đường hô hấp rất là tốt ha. Diệt khuẩn, khử mùi, bù ẩm luôn ha, nó có cái hơi nước á, nó bung hơi nước lên bù ẩm cho mình, cho mình có hơi nước không bị khô da ha. Mấy người bị viêm hen xỉn rồi đó nó cũng giảm rất là nhiều, như bản thân em này bị xỉn nè ha, hỗ trợ rất là tốt luôn. Rồi ok ha, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Trả Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi con này em bán giá công khai là 800.000, quý khách nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship ha, ship toàn quốc. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.